Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay Văn Thao lại tiếp tục lên kênh YouTube để chia sẻ với tất cả các bác, anh chị em trên diễn đàn những người yêu chim cu gáy một chủ đề mới. Đó là chủ đề nuôi chim cu gáy sinh sản. Như video trước thì mình cũng chia sẻ là có hai mô hình. Mô hình thứ nhất là nuôi cặp nào đi cặp đấy, bố mẹ một một cặp bố mẹ cho một ô chuồng. Mô hình thứ hai là mô hình nuôi tập thể. Thì hôm nay mình sẽ đi sâu vào phân tích và chia sẻ với tất cả quý bà con và anh em mô hình nuôi tập thể. Thì cái mô hình nuôi tập thể này thì các bạn có thể thấy là cái ưu điểm là mình chỉ làm một cái chuồng rất là rộng, thì cái việc cho ăn và cho chăm sóc thì cũng rất là thuận tiện, mình không phải đi nhiều ô. Và mặc dù là làm chuồng thì cũng rộng như thế thì chi phí thì so với cái từng ô kia cũng không hơn là bao nhiêu cả. Nếu như các bạn làm, các bạn xây một cái ô rộng khoảng 5-6 mét, dài 7 mét, 10 mét, cao khoảng 3 mét, các bạn xây tường khoảng 1 mét, 6 mét, 7 lên, sau đó là các bạn làm khung dàn và bắn lưới kín mít, và có thể là làm dàn trồng một số những cái hoa, quả, trái mình tạo bóng mát tự nhiên. Ở phần nền chuồng thì các bạn có thể đổ cát vàng, đất sỏi quậy và một số những cái cây trồng và những viên đá, các bạn dựng nên tạo cái mô hình sinh thái mình có thể là ngắm nghía và con chim bậu trên một hòn đá thì rất là đẹp. Và trồng hoa, trồng những cái khóm lạc, khóm vừng, rồi những cái tạo những cái không khí như ngoài thiên nhiên, có thể trồng ngô, trồng đỗ, đậu tại cái nền chuồng đấy được. Và lưu ý các bạn là để lại khoảng 1/3 là phần mái tre để cho chim ấp đẻ và tự tìm cái ô ngăn tổ của mình để sinh sản. Cái mô hình này thì hiện cũng đã có một số anh em là đã phát triển nhân rộng thay cho con chim bồ câu. Thực tế là cũng mặc dù là yêu chim nhưng tôi cũng chia sẻ với quý các bạn là không phải là ai cũng chơi chim ở tiếng gáy. Bây giờ một số nhu cầu người ta có thể là nuôi đại trà, nuôi nhiều để phục vụ cái việc thương phẩm. Thì mình cũng là người yêu chim nhưng mình không muốn nói đến cái việc giết mổ ở đây. Thì chủ đề tiếp theo là mình nói là cái mình đang nói dở cái mô hình nuôi tập thể đấy, thì các bạn lưu ý là tạo mái tre và phân khu vách ngăn ra, hoặc thậm chí là kiếm một cái lồng nhỏ, mình hình dung ra như là dài khoảng 1 mét, treo sát vào cái mái tre một hàng bờ lô ở phần trong của cái phần dàn lưới đấy. Thì khi đến mùa sinh sản thì tự chim sẽ ghép cặp đôi. Cái mô hình này thì có ưu điểm là chúng ta không phải ghép nhiều, tự chim sẽ vào đôi với nhau một cách ngẫu nhiên. Tất nhiên là cái quan trọng nhất là các bạn phải làm thế nào để tạo được vách ngăn và tạo được cái khu mà chim làm tổ để làm sao cho không bị những con chim khác trong đàn ảnh hưởng đến cái việc ấp và nở. Chính vì thế mình khuyến cáo là các bạn tạo vách ngăn ra, từng vách ngăn và đặt một cái chuồng có một cái cửa đi vào khoảng rộng khoảng 40 vuông hoặc là 30 vuông, để cho cái cặp đôi đấy đi vào cái cửa đấy và đặt rơm, đặt rác, đặt khay, đặt giỏ vào đấy thì chim sẽ tự làm tổ. Và con chim đực thì lúc nó đấy nó bảo vệ tổ rất hăng, thì những cái con chim khác trong đàn thì sẽ tự biết là đấy không phải lãnh thổ của mình, và nếu vào thì con chim đực kia sẽ bảo vệ quyết liệt.
Thế còn ưu điểm của cái mô hình này thì cho ăn rất là nhàn, và nếu các bạn được thì các bạn để một vài cái ang cây cảnh, thả nước vào đấy, hứng nước tự nhiên thôi, chim uống nước tự nhiên, có cây, có dây, có quả, có củ và bóng mát. Nắng mưa thì chỗ nào cần sưởi nắng thì chim ra nắng, mà chỗ nào mưa, hôm nào mưa dầm thì gió rét thì chim sẽ có chỗ che che rét. Đấy, như trên hình ảnh các bạn có thể thấy là đặt một vài gốc cây, hòn đá, hoặc là làm đây là mô hình này, các bạn cũng thấy là cũng hơi hẹp, không được rộng lắm. Thế nhưng mà tôi khuyên cáo các bạn là nên làm như vậy thì chim sẽ tự tìm đôi và sẽ ấp lở. Thì cái mô hình này mình cũng đã phát triển và cũng thấy rất là hiệu quả. Đặc biệt là cái lúc làm này, các bạn nên nhớ là làm lưới mắt cáo, nếu mà có điều kiện thì che một phần ở dưới nào đấy hai lớp, hoặc là tránh những cái việc trong khi lúc đang ấp mà có những con mèo, con chó, hoặc là động, chim chim gáy rất nhạy cảm, thế là động có thể bỏ con, bỏ bỏ trứng ngay. Thì các bạn nuôi như này thì cũng có cái ưu điểm nhất định, đặc biệt là cái nguồn cho ăn cho uống là các bạn rất nhàn, không không cái nguy cơ bệnh dịch cũng rất là gần như là không có. Thì trên đây thì là cái hình ảnh cũng như là cái chia sẻ về cái mô hình như này, thì cũng mong là những người yêu chim chúng ta hãy xây dựng một cái cộng đồng, gây dựng nên cái thương hiệu con chim cu gáy ở miền đất Việt Nam chúng ta, ngày càng thêm nhiều những cái màu sắc, thêm nhiều những cái giống chim rất là phong phú về tiếng gáy cũng như màu lông. Nếu như video của tôi mà nó cũng thấy bổ ích, các bạn có thể là ủng hộ chúng tôi, những người làm chương trình, bằng hình thức rất là thiết thực, nhấn nút like hoặc là đăng ký kênh để để tiếp tục nhận và theo dõi những cái video chia sẻ hấp dẫn nhất, chân thành nhất của chúng tôi cho những lần sau. Nếu quý vị các bạn có thắc mắc thêm thì xin hãy gọi vào số 0163 530592, hoặc là quý vị vào cái kênh của mình gây dựng trên YouTube để mọi người cùng chia sẻ, mỗi người biết một chút. Kênh của mình là kênh các bạn có thể search trên YouTube là Chim Cu Gáy Hay, mình tên là Thao. Rất mong sự cộng tác cũng như là chia sẻ của tất cả quý anh em, cô bác, bà con cùng có cái sở thích giống mình. Một lần nữa xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.